rầm rộ tin Vương Nhất Bác hát nhép lên thẳng hot search Weibo. Màn trình diễn của Vương Nhất Bác đang nhận được nhiều sự chú ý đặc biệt. Mới đây, Vương Nhất Bác đã có màn trình diễn tại đêm nhạc Xuân Vãn của Đài Hồ Nam thu hút đông đảo sự chú ý từ khán giả. Theo đó, nam nghệ sĩ đã xuất hiện với bộ vest đen đầy lịch lãm và nam tính, mang đến chương trình ca khúc nhạc phim vô danh. Có lẽ màn trình diễn của Vương Nhất Bác chính là tiết mục được trông đợi nhất trong chương trình. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu cư dân mạng không phát hiện ra việc khẩu hình miệng của Vương Nhất Bác không đúng so với nhạc. Thậm chí, tranh cãi đã nổ ra khi Vương Nhất Bác chưa kịp đưa micro lên miệng thì lời hát đã phát ra mồn một. Chính chi tiết này đã khiến cho cư dân mạng không ngừng tranh cãi và cho rằng Vương Nhất Bác đã hát nhép. Ngay khi câu chuyện được đưa ra bàn luận, không ít ý kiến đã thẳng thắn cho rằng Vương Nhất Bác đã hát nhép lộ liễu, không có tâm cho tiết mục của mình. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có không ít ý kiến tỏ ra bênh vực nam nghệ sĩ và cho rằng Vương Nhất Bác hát khá ổn định, không giống hát nhép. Họ cho rằng trong chương trình cũng có nhiều tiết mục khác hát nhép nhưng lại cố tình lợi dụng tên tuổi Vương Nhất Bác để đẩy lên hot search tìm kiếm. Được biết, hiện tại từ khóa Vương Nhất Bác hát nhép cũng vì câu chuyện này mà bị đẩy lên một hot search bạo đỏ ở cả hai bảng, bảng chung và giải trí. Ngay sau đó, một số người đã tung ra những đoạn clip phân cam để giải oan cho nam nghệ sĩ. Họ cho rằng nguyên nhân xảy ra chuyện hiểu lầm trên là do sóng truyền hình bị chậm, nền nhạc và khẩu hình miệng của Vương Nhất Bác bị chệch nhịp đôi chút chứ hoàn toàn không có chuyện anh chàng hát nhép. Hiện tại, câu chuyện hát nhép của Vương Nhất Bác vẫn đang là vấn đề gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Đừng quên theo dõi Sao Star để cập nhật những thông tin mới nhất.